đã đổ đường vào chảo và mình cho thêm nước vô các bạn, ít nước thôi. Và mình sẽ bắt cho nó sôi bùng lên rồi mình vặn nhỏ riêu riêu, mình để cho nó kẹo lại các bạn. Thì cái này nó cũng đã kẹo rồi nhưng mà chưa kẹo lắm các bạn. Mình phải để cho kẹo nữa, như vậy là chưa được nè. Để cho nó kẹo như kẹo bạc nha vậy đó. Rồi mình mới làm kẹo hồ lô được. Cái này mình mua đường cát vàng nha các bạn, nửa ký. Rồi mình đổ vô mình thắng nó như vậy đó. Đó, như vậy là để cho xong rồi nó kẹo lại rồi mình mới hẳn đẳng đổ vô làm kẹo hồ lô nha các bạn. Đường nãy giờ mình bỏ lên đó, mình thắng là nó kẹo như vậy nè các bạn. Đó, như vậy là được. Thì mình sẽ tắt lửa và để cho nó nguội chút xíu thì mình sẽ lăn những cái món như món này vô, là như cà chua bi nè, rồi xúc xích nè, trứng cút nè. Đó, mình làm kẹo hồ lô nha các bạn. Rất là đó, rất là ngon nha. Đó, cái này là đường mình thắng ra nó kẹo kẹo vậy là được. Để nó nguội lại là nó sẽ đặc lại nha các bạn. Nó đặc cứng ngắt lại luôn đó. Đây nè các bạn, cái chảo đường của mình nãy giờ mình thắng thì nó cứ sệt sệt này nè các bạn. Thì bây giờ cái trứng cút nãy mình lăn nó kẹo quá, rồi nó trêu quá, nó không có dính đó, mình lăn thử á. Bây giờ mình lấy cây mình xăm nha các bạn, xăm đều cho nó mấy cái trứng nè thì cái đường nó mới vô được nha các bạn. Đó, thì mình cứ vậy mình làm hết nha. Đó, cứ xăm xăm vậy là các bạn ơi. Đây là mình một dĩa mình làm bằng trứng cút nè, đồ này kia ha. Đó, mình chỉ xăm cho nó vậy nè, rồi mình bỏ nó vô nó mới dính các bạn ơi. Mình cứ để luôn vậy đi. Đó, tướng nó lên từ từ. Bỏ tất cả các này vô nha các bạn. Bỏ vô luôn, bỏ vô luôn, bỏ hết. Rồi, trứng cút thì mình chừa lại chút, mình xăm sau đó các bạn. Rồi, đó, các bạn làm vậy cho đến tứ, các bạn cứ tứ đường lên ha. Đó, chút nữa là nó sẽ nguội rồi nó sẽ đông lại các bạn ơi. Rồi, làm vậy cho tới khi nào nó đông lại thôi ha. Đó, tưới đường luôn vậy nè các bạn. Mình cứ múc đường ra mình tưới, mình cứ múc đường mình tưới vậy nha ha. Chào các bạn nha. Hôm nay mình có làm cái dĩa kẹo hồ lô cho con mình nó ăn nè. Này, ở đây là xúc xích nè, trứng cút nè, đây là cà chua. Cà chua nó mang được mình ăn á. Đây là từ giờ mình đã lăn đường rồi mà giờ để nãy giờ chảy xuống hết rồi các bạn ơi. Giờ mình còn chảo đường kẹo, mình quát lên. Đó, cái còn chảo đường này mình quát lên cho nó. Rồi, à, mình ăn mình phải quay vậy các bạn ơi nè. Nè đó nè, dính gần quá. Đó, này là cà chua nha các wow. Bạn, này là kẹo hồ lô nha. À, mời các bạn trái cà chua bi nè, mình làm đường y như kẹo bạc nha các bạn. Cái mình lấy lên nhìn nó bóng lưỡng, nhìn nó đẹp ha, đỏ ao luôn. Mời các bạn nha. Đây, sải các bạn ơi. Đường ngọt ngay luôn. Cái gì nãy là hứng vô đi các bạn ơi, để nó chảy từ lưa hết á. Đừng đụng bà nè. Mời các bạn trái nha. Này cà chua. Hồi xích qua đây nè. Sợ dính á. Nè hứng vô. Sợ. Cái này rớt. Đó, hứng vô. Có sao không? Rồi à, thì mình xích cái máy qua cho thấy đó. Rồi, rồi các bạn ăn nha. Ngon bá cháy, ngọt quá trời luôn. Tôi cũng chả à. Chảy quay quay. Quay vậy đi. Đó, các bạn nhìn ngon không? Mình phải quay nè, nè được không? Đó, nó chảy đó. Mời các bạn trái cà chua nha. Cà chua này cũng ngọt sẵn rồi các bạn. Phút phút là nó không chơi. ăn xúc xích các bạn à. Mình lấy nãy giờ mà nó chảy xuống đây trơn. Giờ nó cứ ngắt. Mình lấy cái đường khác luôn. Ở dưới đây nó ngắt luôn, nó y như nước luôn nè. Cứ ngắt mà. Rồi bên con như nước luôn nè. Ừ. Bên con như nước luôn. Nước là cái trứng cút nó ra đó. Trứng cút nó ra nước các bạn à. Đấy mình làm nè. Nó chảy xuống dĩa hết trơn. Thì mình ăn cái cây trứng cút nha. Vậy trứng cút mình cũng có ấy rồi, nó chỉ đại này nó đổ bóng nó trơn các bạn. Giờ mình cho nó miếng đường vô nha, không có dính đâu. Mình ăn mình phải quay cho nó lẹ các bạn ơi, để nó có dính dính răng thôi, nó chảy dính răng thôi. Ừ, nó chảy rồi các bạn đó, nó chảy xuống thì các bạn nhìn thấy ngon chưa. Mời các bạn cái trứng cút nha, miếng răng quá trời ơi. Chơi biểu còn ấy ít thôi nha. Yeah. Ngon hả? Ngon quá. Trứng cút thì cái chồng nó béo béo ha, có đường nữa ngon hơn các bạn ha. Ừ. Còn nữa cam đây, cho dễ. Nếu mình ăn mình phải xay vậy các bạn ha, cái đường nó nhiều á. Ừ. Dính răng hả? Ngon. Ừ, lâu lâu là món này ăn độc mà lạ các bạn. Kẹo hồ lô làm bằng trứng cút. Có gì thơm, vừa hấu rồi nó ngon nữa. Bằng cà chua. Ừ. Ăn mãi giờ ăn cay chưa hết nữa. Ừ. Vậy thôi con Lượng có chế đường nữa này, trong đây nó có đường rồi. Trứng răng. Thì bởi vậy con Lượng có chế đường. Nó thích ăn ngọt các bạn, nó chế đường vô đó các bạn. Dính răng. Mình ăn cây xúc xích nha. Mình ăn cây gì, cây nhỏ đi. Đó, cái này có đường sẵn rồi các bạn nè, các bạn thấy không? Đó, đường á. Nó muốn ăn đường nhiều. Dính rồi biết, ngon mà. Để ăn thử cà chua coi. À, nó cà chua rồi. Đây là cây hồ lô, xúc xích, nhưng xúc xích. Ừ. Ừ. Mình mới đi rước con mình đi học về các bạn, mắc mưa, ướt nhẹp, phải xả cái đầu xuống rồi các bạn ơi. Đây mưa lớn quá trời luôn. Được không? Được không? Dở hả? Ngon hết sảy luôn. Có nướng mà chua không? Có. Không biết rồi. Phải á, chút nữa tôi giữ mà. Có chua. Chua cũng có ngọt. Ngọt của đường ha. Cũng tạm được. Ừ. Biết sao mà ngọt như dính đường anh nè. Ví dụ cái đông cứ nhắc hết, còn ăn dính răng. Ừ, ăn đường dính răng các bạn. Có trứng cút thì nó không có dính đường vô nhiều các bạn. Thấy mấy người đó làm mà. Ừ, mấy cây này đường nó kiểu như nó đông lại luôn, nghe gạo luôn. Có phải phơi nắng á. Này mình chịu khi khó mình làm một cái cây rơm các bạn, mình cặm để mình phơi nắng cho nó khô lại các bạn. Hay. Mình ăn cây cà chua nữa nha. Cà chua này nó rớt. Này, mời các bạn trái cà chua nha. Cái ăn cà chua nó ngon hơn mấy kia các bạn. Rồi. Đúng là trứng cút luôn mà, nó không dính luôn, cũng đỡ hơn. Trứng cút nó có độ trơn, nó không dính. Đó, nhiễu sạch luôn. Nãy mẹ xăm rồi đó, mẹ xăm cho nó lủng á, nó cũng dính. Có cách ao rồi. Còn có bí quyết rồi. Này để đổi nè. Ăn phải bỏ đường vô bạn. Ăn đường nhiều ngọt quá hơn. Mình ăn cà chua. Các bạn ăn cà chua nữa không? Mình ăn hả? Các bạn thấy không, đường nè. Cái này mình phải làm một cái cây á với các bạn, cái mình cặm như vậy nè, mình để phơi nắng. Nó mướt cái đường này nó có bám vô rồi nó khô lại nó ngon. Ngon từng chi tiết. Giỏi. Đó, cái cây này nó có dính đường vô. Mẹ ăn xúc xích nữa không? Không, con ăn đi. Đúng không? Mẹ ăn cà chua cho. Cái này nó cứng ngắt luôn. Giống như cái này là y như bột gì đó. Chút xuống nấu lại cái nó chảy ra cái nó hết cứng. Cái này là bạn đi trên rồi luôn, đi trên cái này luôn. Đi chín giò. Các bạn thấy trái cà chua bóng không? Là cái này đường, áo đường vô á, ngon á. Nó chê cà chua nó ăn các bạn, chứ mình thấy ăn cà chua ngon vậy nè. Ăn cà chua tốt, sáng mắt và đẹp da các bạn. Dành cho con gái. Con trai ăn cũng được hả? Con trai cũng đẹp da nữa. Còn một cây cà chua nữa các bạn. Mình ăn hết luôn trời rồi. Nấu măng cà chua. Chỗ nào trường nó 2 cây trứng cút đó các bạn. Mình thích cà chua. Các bạn ơi, hai mẹ con mình ăn sạch dĩa rồi. Giờ thì mình cũng chào tạm biệt các bạn nha. Cho các bạn 2 trái tim. Và các bạn nếu thích kênh của mình hãy bấm đăng ký, like, share, ủng hộ cho mình nha. Và bấm kênh Phan Hồng Thanh qua nha. Và nhấn chuông. Gì? Kênh đây nè. Phan Hồng Thanh nha. Dạ, giờ máy bay. Chào tạm biệt các bạn và cô chú và các anh chị. Hẹn xéo lần sau nha. Bye bye.